mọi tên yêu để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui. Lên trọn lời êm đềm, kề tai em bằng thông tin một người yêu em. Chưa nắng cháy sợ gió núi sâu sông khơi tan vỡ mong, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời bằng phật lẽ. Đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Nghe đuôi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Dạ vâng, vừa rồi một phần karaoke rất là ngọt ngào, và em vừa hát trên một bộ cấu hình, một bộ dàn với sự kết hợp của chiếc đẩy D50S phiên bản rất là mới, vừa mới ra mắt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay sau khi có video đăng tải, bên em đã nhận được một đơn đặt hàng, và anh có mua thêm cho mình một cặp loa Rewood G4000 để vừa chọn một bộ combo nghe nhạc và hát karaoke. Và trong đơn hàng này thì bên em có tiến hành tặng cho anh một 40GW 4 số 9, và đây là một mô hình của anh Dũng ở Hà Giang, và hiện tại bên em đang test cũng như là căn chỉnh lại một lần nữa trước khi đóng gói và gửi về cho anh bằng đường gửi xe. Chính vì vậy luôn luôn là những cái công đoạn quan trọng bên em liên tục phải làm trước khi đóng gói và bàn giao cho khách, thì đây là những cái công đoạn test rồi hát thử rồi căn chỉnh lại và thử tất cả những đường tín hiệu để cho sản phẩm nó được hoạt động một cách hoàn hảo trước khi bàn giao cho khách. Vâng, cảm ơn anh. Và xin nói thêm một chút về chiếc đẩy D50S. Đây là dòng sản phẩm đẩy liền vang, có tích hợp rất là nhiều những cái công nghệ cao, có một cái bộ chip mà một bộ giải mã vô cùng xịn sò. Nó sẽ xử lý cho chúng ta những cái nguồn nhạc nó không được đầy đủ, không được dày dặn, những cái nguồn nhạc online ví dụ như ở trên YouTube như thế này thì thường thường là cái dung lượng nhạc của nó rất là kém. Thì qua bộ xử lý này chúng ta có thể vừa thấy những cái giải tần, những cái tần số âm thanh nó được đưa vào xử lý qua chiếc đẩy D50S sẽ cho chúng ta ra được một cái nền nhạc nó sạch sẽ hơn, và đặc biệt là một dãy những cái chiết đáp tinh chỉnh sẽ giúp cho cái tiếng micro nó sẽ được êm ái ngọt ngào, và đặc biệt là có hệ thống reverb tự động, giọng hát của chúng ta nó sẽ rất là sang. Trên cái màn hình này thì nó sẽ cho chúng ta hiển thị tất cả những cái cổng vào, ngõ vào, mức âm lượng, rồi các chức năng nó đều hiển thị ở đây. Đặc biệt là cái sóng nhạc nó sẽ hiển thị ở những cái tần số luôn. Những cái bản nhạc mà nhiều bát thì chắc chắn là cái phần trầm này sóng nó sẽ rất là lớn, còn bản nhạc này thì chép nhiều, thì đương nhiên là những cái phần chép thì chúng ta có thể lên được hiển thị ở trên này luôn. Cái một nhịp nhạc xuống thì là chúng ta đã có thể thấy sóng rất là đều nhé, rất là ok, xịn sò.
Vâng, và cảm ơn anh Dũng. Và ngay sau đây thì em sẽ cho anh em đóng gói và tiến hành bàn giao cho anh, gửi ra xe cho anh. Chắc là trong tối nay anh sẽ nhận được luôn. Nếu như các bác có nhu cầu muốn mua sắm những bộ dàn, bộ combo karaoke, những cái thiết bị âm thanh thì xin mời các bác qua 133 phố Trường Lâm Long Biên Hà Nội để chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế. Hoặc có thể gọi điện cho bên em, như anh Dũng đây thì có thể đặt hàng online. Và bên em sẽ trước khi giao hàng bao giờ cũng có những video như thế này, để thứ nhất là củng cố niềm tin cho anh, và thứ hai là thông báo cũng như là chia sẻ để cho chúng ta sẽ có thêm những cái cơ sở để chúng ta mua sắm. Rất là cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của các bác rất là nhiều. Sau đây em xin phép được khép lại video. Xin cảm ơn rất là nhiều.